Ui, hôm qua xem mấy ông tôi hôm qua xem mấy ông đánh liêng ở ngoài ấy, đánh đến 12 giờ đêm. Ui, mỗi ông có mấy trăm ngàn, mỗi ông có năm xị mà đánh đánh mãi à, mới có một ông thua mất năm xị rồi còn ba ông nghỉ. Mà mình về, lúc mình về nhà ấy là nghĩ bảo làm vào Tam Cành bên hàng Tây Win lần lâu lắm rồi, là trong năm nay phải nói lâu lắm rồi là mình nạp ít mà ăn được nhiều. Nhiều có nghĩa là một gấp nhiều lần thôi chứ không phải là ăn được nhiều tiền. Một Tam Cành mà vào quay thú lên được 2,21 là tức là lãi được đúng 2,2 mét, kinh thật. Năm nay lần đầu tiên bên Tewin quay thú, đặt đặt vớ đặt vợt mỗi cửa hai ba chục, cửa 10k mà nó vào cái nút toàn éo vào cái cửa toàn đó. Và nguyên cửa đấy là được 8 xị mấy của mình. Đặt bé bé như ván đấy là đặt tổng hết có 50 ngàn hay sao ạ. X12 là một cửa X12, cửa X X24. Vậy là nó vào nút toàn cái thơm. Ấy da. Làm 4 mét rưỡi mà thì lại chưa đủ vòng cược nhỉ, đủ vòng cược lại dừng luôn ở đây được ấy, khỏi đánh nhiều. Giờ đã hơn 8 giờ tối rồi đây, nay ngày chưa vào, bây giờ tối tối vào khéo may. Tức là mình cứ đổi suốt, quay thú này xong rồi quay qua là siêu xe, rồi quay qua Sóc Lọ bầu co, đổi đi đổi lại như vậy là không nhầm là thấy nó đỡ hơn là đánh một một thể loại. Ví dụ như sóc là mỗi sóc không á, là hình như là mình thấy nó có vấn đề gì á. Ấy giời, siêu xe hôm nay thì kể ra là lại hên đấy. Không có gì bằng bình tĩnh hết. Nhưng mà đúng nạp vào đây thì đến khi mà nạp vào đây thì mấy cái con số nó không ly nghĩa gì thật. Thế mà đéo biết đặt X40 50 xị cũng được. Ui giời, bây giờ chơi ở trong này quen rồi, xong chơi ở ngoài nhìn mấy ông đi 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 liêng đi tẩy 10k 10k nhìn sốt ruột lắm, nó cứ phải quất quất mạnh mạnh tay như vậy, quá hên. Hôm nay phải nói là quá hên, nó đánh tốc độ như vậy là quá hên. Kiếm xem liệu có lên được 10 12 củ không. Nó tùy từng thời gian, lại có thời gian là hôm nào đánh hôm nào chọc cũng cũng ăn, mà có thời gian nên là sấp mặt liên tục. Tốt nhất là ra ngó vào bầu cua xem mà. Ngó vào bầu cua xem có liệu hú hiếc thế nào. Hú bây giờ là 79 m, 79 m thì tầm này thì hên xui. Đang mấy ván mà không có con tôm. Khéo. May mà mình không đặt đấy. May không đặt tôm.
Phát này là đặt phát tôm đi. Thua hay thắng gì thì cũng ra thôi. Làm nam sĩ. Thua thắng thì cũng ra. Chơi ít ít thì còn tỉnh táo, chứ chơi nhiều quá mất hết tỉnh táo. Có đúng một con. Thôi tình hình ra. Chơi tí tí vậy thôi. Éo mà chơi nhiều. Tham quá quẫn quá là hỏng đấy. Đợt này lại ăn ăn được tí tí, không dám đánh nhiều.